sẽ quay như con phượng hoàng lửa này các bạn. Con này yếm yếm đen, mỏ đỏ, chân đỏ, đỏ vàng, mắt thì cũng đỏ. Đó. Nó cũng ăn cám, ăn mồi tươi ăn thịt. Đó, nó vừa kêu đấy. Đó. Bạn thấy là nó cũng đỏ tươi. Đó. Đó. Các bạn cái này thì hay bắt được ổ hoặc bẫy được ở trên núi Ba Vì. Các bạn thích chơi những con này điện cho tao thu gáy 0163530982. Cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh và theo dõi video. Thân ái chào tạm biệt. Tầm những dây nó cũng hơi thì như tưởng con rắn giật mình. Đó, nó đang ăn đấy, rất là khỏe đúng không?